Rồi, shop đồ của anh Bảy xin chào cả anh em ha. Hôm nay ngày 28 tháng 1, em sẽ lên kỳ cho anh em là 674. Thì kỳ này em sẽ lên cho anh em là cặn carbon và flip, cặn tay ISO. Hôm nay thì chủ yếu là ISO nhiều, ISO phen nhỏ, phen lớn, flip carbon, cặn rút ha. Rút rút bữa nay có cây rút 3.9 thì cứng 80 nè. Anh em có thể là chơi đánh ba tiêu được. Ba cây cặn tay với là hộp phao nha anh em, hộp phao hộp flip luôn. Đó, em combo cho anh em là hết cái hộp phao này luôn nha anh em. Ở trong đó có 15 cây á, thì phí ship mặc định bên em là 30.000 một đơn. Anh em nào đúc chút hai đơn cho lên em sẽ miễn phí ship cho anh em. Còn anh em nào mà chuyển khoản em sẽ bao ship anh em luôn ha. Thì hôm nay thì đầu tiên mấy cây trước thì tầm khoảng có 5-6 cây thì là hàng flip, còn lại là mấy này carbon nha anh em. Rồi hôm nay có mấy cây đai hoa hai da đẹp lắm. Rồi lên hàng nha. Thì anh em nào chốt hàng thì chốt theo số điện thoại này. Số điện thoại này là số Zalo của em luôn á, 0988546535 nha. Đây, đầu tiên, đây, em có combo 3 cây cần flip là 3 độ dài khác nhau luôn. 3 cây ISO này là đây, một cây đầu tiên là cây đọt số 3 và 3.9 nha. Cây này đai qua được sản xuất ở Korea. Nè, Korea Hàn Quốc anh em. Đây bán là Fuji, chàng khoen là Fuji luôn nha. Đây, chàng khoen Fuji còn mới đẹp luôn nè. Đây, phôi còn khá là ok nha anh em. Đây, phôi còn khá là ok luôn. Nó chỉ có sức dầm thôi. Nè. Đó, anh em nào thích chơi ISO mà flip thì mình lấy nha anh em. Đọt số 3 dài 3.9. Đây cái đọt khá là to luôn, thì em sẽ cân nặng và đo đọt cho anh em luôn nha. Đợi em tí nha, để em lấy mấy cái thước vô cái cân. Rồi, thì cây này có cân nặng là 260g. Đây cái đọt khá là to nha nè. Đọt to lắm, đọt số 3 này nó tới là 2 ly luôn á. Đây, đọt thì tới 2 ly luôn, dài 3.9 nha. Đó, thì độ nãy thì đây anh em nha, nhìn là biết nha. Nếu mà về hạ tay cũng khá là ngon rồi nè. Hạ tay thì bao anh em là 4-5H luôn đấy. Rồi, thì cây này nè. Đây, của đại qua nha. Đó. Đây, cái nắp đít nó có quấn kèo điện nè. Chỗ này chắc bị hở hay sao. Rồi, thì cây mà số 1 này để cho anh em giá là 250 nha. Nè, phèn bát là Fuji hết nha. Anh em cầu biển thoải mái. Tiếp theo, mã số 2. Mã số 2 là một cây đọt số 3, dài 4.5 m nha, cũng y chang cây số 1 luôn, nó còn cũng là hàng máy anh Korea luôn. Korea sức nè, cũng đây qua dòng là dòng BS đó. Đây bát là Fuji, cây này thì y chang nhưng mà khác độ dài thôi nè, lỏng nè, ok ha. Đây cái lỏng ở đây thì nó hơi chốc miếng sơn sức này nè, sức dầm ở đây nhiều đó, còn dưới đây thì khá đẹp. Đấy, đây dòng khoen của nó là khoen Fuji. Đọt cũng to lắm ha, đọt cũng dao động tầm khoảng cỡ 2 ly luôn nè nè. Đọt cũng là 2 ly luôn. Thì cân nặng thì 4.5 m, nhưng nặng hơn xíu. Nó là 360g ha. Đây. Đọt số 3 và 4.5 m. Cây này cũng 250 luôn. Mã số 2. Tiếp theo, mã số 3. Đây, mã số 3 thì cây này nó là cũng là một cây đai qua nữa. Cây này dòng BG. Quái cây này Olympic lộn nha. Một cây Olympic về dòng BG, đọt số 3 và 5.4. Đó. Đây, bát là Fuji. Đó. Còn đẹp ha, cây này khá đẹp luôn. Nắp chụp luôn, còn nắp chụp đầu nữa nè. Cây này nó thay bù bự cho anh em luôn nè. Thay cái bù rất là to luôn, bù Fuji luôn nha. Dàn phen cũng là Fuji luôn nha anh em. Nè, dàn phen còn khá là đẹp luôn ha. Này, thôi còn khá mới. Đó, chỉ có sức dầm thôi, chỗ này dính dơ dính gì ấy. Này. Quấn chỉ luôn. Đây, qua dần chỉ. Đây. Phen bát Fuji, nắp chụp đầu. Cây này nặng là 450g ha. Đọt cây này là 2 ly 2 lần nha anh em. Đó. Rồi, mã số cây này là mã số 3. Giá là 270 nha. 270k. Đây. Còn cái nắp chụp đầu luôn, thì nắp chụp đầu cái bu này nó không vô. Cái bu này nó không vô được thì anh em để ngoài gì ha. Đó, để ngoài gì. Đây, để gì nè anh em. Anh em để gì nha, rồi đút vô đây. Đó, có cái này nè. Có cái này ở đây nè, nó chịu lại nè. Đó, nó chịu. Bây giờ lộn rồi, gì mới đúng nè. Rồi, ok. Cái Olympic mã số 3 270.000. Tiếp theo mã số 4. Đây, 4 và 5 thì giống nhau ha. 4 5 thì em có hai cây súp lở.
Đây hai cái súp lở dòng là cũng là phíp luôn, nhưng mà sơn rất là bóng nha. Bát này, bát là Fuji nha. Hai cây khá mới luôn, độ mới là 80% băng lên. Hai cây new subcast này, 3m. Nó anh em nào chơi đánh câu gần bạc bãi, ISO, hoài lộn, súp câu câu lục á, hoặc là anh em đánh lăng C đồ á thì mình lấy mấy cây này. Nha. Hầm đồ. Đây thì anh em thích 3m đọc to này. Dòng khoen hãng nha. Khoen hãng lòng sướng nha anh em. Khoen này khoen sướng hết trơn rồi. Nó hai cây này khá đẹp luôn, mới cáo, nhìn bộ khoen là biết nha anh em. Đấy. Hai cây này mã số 4 và mã số 5 giống nhau y chang luôn. Rồi, cân nặng thì nó là 218 gram. Đây, đọt, đọt rất là to. Đọt cái này nó tới là 2 ly 8 luôn anh em ha. Đó. Độ cứng thì dao động tầm khoảng cỡ là nếu mà súp á, bên súp thì cây này cứng tầm khoảng chắc cũng cỡ cỡ 25 quá. Cỡ 25. Ha. Đây. Mới cáo luôn. Thì mã số 4 và mã số 5 là 300k một cây nha. Đây, 4 và 5, 300k một cây. Đây, gần Tết rồi ha, em bán hết tiền sau là em nghỉ nha anh em. Anh em là mình chưa có cần chơi Tết thì mình chốt nhanh ha. Tiếp theo mã số 6. Đây, mã số 6 thì cũng là một cây súp lở luôn. Cây này dòng blue súp 3m. Đây, dàn bát cũng là bát Fuji, dàn khoen cũng là khoen hãng, như khoen này khoen đen nha. Khoen đen lòng sứ. Đó, khoen này chân đen lòng sứ. Thì đọt thì nó cũng chơi xích với cây kia thôi. Nó thì độ cứng cũng chơi xích nhau thôi. Thì chen à. Đây, mới cáo luôn. Mấy cây này còn rất là mới. Nè. Hầu như là ít sử dụng lắm anh em. Đây, nó chỉ đóng dơ thôi, giờ anh em vệ sinh lại là đẹp nha. Nè. Đó. Rồi, cây này cân nặng của nó là 250g. Đọt. Đọt của nó là 2 ly rưỡi nha. Cây này đọt 2 ly rưỡi. Rồi, mã số là mã số 6. Thì giá cũng là 300k luôn nha. Tiếp theo, mã số 7. Đây, 7 và 8 thì em có hai cây Ikeda. Ha, 7 8 thì hai cây Ikeda này có cái vỏ cho anh em luôn ha. Hai cây Ikeda dài 1m2, hàng Olympic nha anh em. Đây, có cái vỏ ngoài luôn. Thì đây. Vỏ ngoài là sao? Là anh em rút ra ha. Đó. Nè, nó có cái vỏ ngoài nó cũng như là cái vỏ kiếm vậy đó. Đây. Nè, một cái Ikeda ha. Olympic được sản xuất ở Korea. Dòng ngoài dài 1m2 nha. Cây này chắc nó cần đọt đặc quá. Mấy cây này là đọt đặc hết nha anh em. Cần đặt nha, nên em bao anh em nải cá luôn nha. Khỏi sợ. Đây khoen kẽm. Nó dạng khoen Ikeda á nè. Độ cong của nó nè. Giờ anh em nó anh em câu bè hay câu gì đó, câu Ikeda thì mình lấy nha. Đây, cong rất là cong luôn. Đây. Đó. Hai cây này là anh em bao anh em nải luôn, dính cá bự cá nhỏ gì cũng ngon hết trơn nha. Đây, Ikeda. Rồi, thì hai cây y chang nhau thôi. Hai cây này giống nhau luôn, không có khác gì hết. Nó dài 1m2, hàng Olympic. Mã số 7 và mã số 8 nha. Thì em bán cho anh em mã giá mỗi cây là, thì cân nặng quên cân nặng nữa. Giá mỗi cây là 400k nha, cân nặng chỉ có 85g thôi anh em. Đây, nó còn cái đây, anh em câu xong rồi, muốn bảo quản thì không cho rẫy cái đọt á. Mấy ông Nhật cũng đã chế rồi ha. Rất là tỉ mỉ nha, sợ bị gãy đọt. Nó sợ bị gãy nên nó làm cho anh em cái vỏ luôn. Đây, thì nó cái này. Rồi, hai cây này, mã số là mã số 7 và 8. Giá là 400k một cây. Dài 1m2 nha anh em. Bát là Fuji. Tiếp theo, mã số 4 rồi, mã số 5. À, mã số 7, số 8 rồi, cho mã số 9. À, mã số 9 thì em có cây cây carbon, một cây một cây cần rút nha. Cần rút dàn khoen Fuji. Đây, hồi rất là đẹp. Hồi chuẩn carbon luôn. Cây này cứng 30 và 2m4. Đó, rút 30 và 2m4, khoen bát Fuji. Cân nặng của nó là 138g. Đọt 2 ly nha. Rồi, cây này mã số là mã số 9, giá là 370.000 nha anh em. Tiếp theo, mã số 10. Đây. Cây này không có nắp chụp đầu nha. Mã số 10 có nắp chụp đầu nè. Mã số 10 là một cây cần lưu rút nha. Một cây lưu rút cắn cá mút Iva nè. Đây, bát nè. Nói chung là khoen bát, khoen là không biết chọn khoen Fuji gì á. Này khoen rất là đẹp luôn nè. Cây này còn đẹp lắm nè. Nắp chụp đầu luôn nha. Đây dàn khoen nè. Dàn khoen mới cáo luôn, khoen như khoen Fuji á. Đây. Cây này là một cây cần lua mực nha. Câu mực hay lua mực gì nè, nó để irin nè.
Rin là dòng câu mực 80 là 2m4. Furirat, Furirashi gì nè. Ha. Đây, cây này không có đẩy nước sản xuất. Này, cần carbon nha anh em, còn khá là đẹp luôn, cây này rất là đẹp bên trong. Bên trong mới cáo luôn. Phôi rất là dày, phôi dày lắm luôn. Ha. Thì nếu mà so với cận lua thì cây này cứng tầm khoảng nhiêu? Cứng cỡ chắc cỡ M quá anh em. Nè. So với cận lua thì cây này cứng cỡ ML ha. Trên ML xíu. Ha. Ha. Cứng theo theo mà cần rút thì cứng 30 nha. Cây này cứng cỡ 30. Đây. 2m4 thì nó đây zin nè. Zin là dòng các công mực hay lua mực gì nè. Nè. 2m4 nha. Đây. Dòng phen quá đẹp luôn. Cây này phen còn mới cáo. Này nè. Dòng phen mới rất là mới luôn. Đó. Ngàn bát nè. Cái này dính dơ giờ anh em vệ sinh rồi ha. Cây cầm rất là chắc chắn luôn. Nắp đít thì kim loại. Nắp chụp đầu luôn. Đây. Còn nắp chụp đầu luôn nha. Thì cân nặng của nó đi. Cây này cân nặng của nó là 150g. Đọt quên đọt nữa ta. Rồi, lại đo cái đọt cho anh em. Dòng phen đẹp quá. Cây này đọt 1 ly 8 mà cỡ 2 ly á, ly 8 anh em. Đọt ly 8 ly 9 á. Cỡ đó. Rồi. Ha, rồi mã số cây này là mã số 10 anh em. Ủa? Đúng rồi, mã số 10. Rồi, mã số 10 cây này để cho anh em giá là 550 nha. 550k. Tiếp theo, mã số 11. Đây, 11 rồi, quá đã luôn. Nè, rất là đẹp nha. Nè. Dòng phen của nó nè. Đây, phôi của nó nè, phôi carbon sơn gân. Bát là bát vặn, bát Fuji nha. Đây, bát Fuji, dòng bát vặn nha. Cứng 50 và 2m4, dòng là Kutari carbon. Cây này của Roya carbon, cây nội địa Nhật nha. Dòng nội địa Nhật luôn. Nè, có nắp chụp đầu, dàn khoen. Đây, dàn khoen Fuji nha. Dàn khoen Fuji thì cây này có này, nó có hai dòng khoen, nó nứt một dòng khoen ở đây nè ha. Với lại một cái khoen trên đây nữa nè. Đây, nó cái dòng khoen ở đây nữa nè. Thì mấy cái này anh em yên tâm đi, em sẽ gia cố lại cho anh em, chấm keo. Em chấm keo rất là cứng cho anh em ở đây luôn. Anh em chơi thoải mái nha. Khỏi cần quan tâm đến này. Nó, dàn khoen thì quá đẹp rồi. Đây, khoen Fuji rất là nhiều khoen luôn. Cứng 50 dài 2m4, cây này có loại gần rút. Đó. Anh em thích chơi rút 50 2m4 thì mình lấy nha anh em. Đây, dàn khoen phôi carbon này thân gần. Cây này phôi rất là đẹp luôn. Cái phôi này thân gần nổi cộm luôn. Mới cáo ha, cây này mới 80% băng lên. Đó. Về độ mới nha. Thì anh em yên tâm. Về mấy cái dòng nứt này, em sẽ gia cố cho anh em là rất là cứng luôn. Rồi, thì quên cân nặng và đo đọt nữa. Cây này cân nặng là 194g nha. Rồi. Đọt của nó là 2 ly 2. Wow, đọt khá là to đấy. Cây này đánh văn xê quá đã luôn. Cầu biển cũng ngon. Rồi, cây này mã số 11 giá là 650 nha. Tiếp theo, mã số 12. Đây, tới dòng ISO ha. Dòng ISO phen nhỏ, ISO phen lớn nè. Đây, một cây ISO phen nhỏ nha. Của dòng C-Max đây nè. Đây, một cây ISO C-Max dòng nội địa. Nè, cây này khá là cứng luôn á. Đọt số 2 dài 4m5. Dòng C-Lux. Nè, carbon. Bát Fuji. Cây này độ mới ba anh em là tầm khoảng 90% lên. Mới lắm. Nè, dàn khoen nè. Dàn khoen mới cáo luôn nè. Đó. Khoen là Fuji, bát là Fuji. Đây, phôi carbon sẵn gông. Đây. Cây này rất là nảy nha. Cây này thẳng tưng luôn á. Anh em là nếu mà anh em cái cây này về hạ tay thì em bao anh em là 4H nha. 4H cần tay nha anh em. Bao là 4H cho anh em luôn. Đây, rất là thẳng và nảy. Thì đọt số 2 dài 4m5. Đó. Nắp chụp đầu luôn. À. Mới cáo. Rồi, cây này cân nặng là 160g. Đọt của nó là 1 ly nha, 1 ly 1. Cây này đọt có ly 1. Rồi, mã số là mã số 12 nha. Cây này mã số 12, giá là 650 nha anh em. Dòng C-Max. Đây, nắp chụp đầu luôn. À, này được mấy cây này có nắp chụp đầu luôn, hàng rất là mới. Hàng này hàng mới về cái đọt luôn. Tiếp theo, à, hàng VIP đây. Tiếp theo là một cây số 13 hàng VIP đây. Anh em nào thích chơi dòng VIP thì mình lấy nha.
Đây cái này là nó dính như là lâu ngày dính dơ thôi nè, chùi cái là ra này nè, chùi cái là ra ha. Đó. Rồi vì một cây là Direct Power ha, dòng carbon Whisker, nội địa Nhật, Direct Power carbon trắng hai da. Đây nè, có cái dòng kim loại kiểu là metal nè, material nè, thì material gì đó là dòng kim loại nha, kiểu hiểu là theo dòng kim loại là nó quấn là cái kiểu sắn này nè, cái kiểu này sắn này nè, đó sắn này là mấy cái dòng kim loại nó quấn nè, nó quấn kiểu sọc caro đó nè, anh em kêu bằng carbon hai da đó. Rồi carbon Whisker Direct Power đọt, cây này đọt số 2 và 5m3 của hàng nội địa Nhật, bát là bát đời mới nha nè, bát đại hòa, bát vận đời mới, quá đẹp luôn. Đây góc này, kén nè, kén có cái độ độ cong. Rồi thì cây này đây, nắp chụp đầu zin luôn ha, và khoen của nó là khoen Fuji xích đây nè, nè khoen Fuji xích nha. Đây phôi của nó rất là đẹp luôn, phôi kiểu là hai da này nè, đây nó sọc caro mới lắm, cây này mới là 85% ăn lên nha, bên trong anh em nhìn nè, mới cáo luôn đó. Đây này đọt số 2 ha, đọt cũng khá là to đấy. Rồi cân nặng của nó đi ha, cây này cân nặng là 240 gram, dòng cây này còn hợp giá cao lắm, rất là cao luôn. Đọt của nó là 1 ly 2 ha, 1 ly 3, cỡ 1 ly 3 á. Đây nè, dòng khoen cu di xích nó áp chụp đầu zin luôn. Rồi mã số 13 này để cho anh em giá 1,5 triệu nha. Cây này anh em tham khảo cây này đi ha, thường anh em bán từ 1,7 triệu không 1,8 triệu không á. Rồi cây này mã số là mã số 13, giá 1,5 triệu nha, còn nắp chụp đầu zin luôn. Đại hội chặn cái nắp vô. Tiếp theo mã số 14. Đây, 14 tiếp tục là một cây Daiwa Haya nữa nè. Không phải nhầm, cây này không phải Daiwa nha. Nói chung là không có để hãng nha. Chỉ là biết là carbon Super Rio thôi. Nè, đọt số 3 và 4,5 m. Đó. Cây càng ISO phen to, bát vặn nha. Bát Fuji. Nó carbon Haya luôn. Nè. Sắn y chang cây kia vậy đó, cây 13 vậy đó, dàn khoen thì khỏi chê đi, cây này độ mới 90-95% luôn nè, dàn khoen nè, dàn khoen còn mới cáo luôn. Đây em thấy không, nè carbon hai da ha, mới cáo luôn, kiểu sắn gân mà thêm cái dòng kim loại hai da nữa, sắn gân nữa chứ. Đây rồi, cây này cân nặng của nó là 257 gram, đọt 1 ly 2 nha đó. Thì cây này đọt số 3, dài là 4,5 m, mã số 14, giá là để cho anh em là 900, nắp chụp đầu còn luôn đó. Tiếp theo mã số 15, đây 15 cũng là một cây siêu phẩm nữa nè, mấy cây sau này toàn là siêu phẩm không, là mấy cây VIP không. Đây một cây Daiwa, tiếp Daiwa, dòng Daiwa HS T4 dài 5m3 EB, mã số code là 0656093 ha. Rồi 0656093, cây này là mã Enzaben nha. Đây cái bồi này, bồi này về hai tay thì đánh là cái chấm á. Đọt số 4 luôn nè, đọt số 4 5m3 luôn. Đây dàn khoen Fuji quá đẹp luôn nha, nguyên zin luôn nha nè, bu cũng là bu zin luôn á. Đây đọt số 4, anh em nhìn cái đọt của nó thẳng vãi luôn, cái này anh em có thể lục cầu cành được nha. Còn nữa, còn cây đọt số 6 nữa kìa, cây đây qua đọt số 6 luôn. Đây nè, phôi của nó carbon sắn gân, phôi là mã Interben nha, phôi này thì anh em khỏi chơi rồi. Đây phê sô phên to, nó ISO phân lớn nha, để cho anh em câu gần được chứ, ít cần cứng nè thì mình lấy này, còn mới lắm ha, 80% ăn lên.
đây qua. Đó. Rồi, cây này còn nắp chụp đầu luôn. Này vẫn còn nắp chụp đầu nha. Thì cân nặng của nó, cây này cân nặng của nó là 400 gram ha. Đọt của nó là cây này đọt cỡ mà 1 ly 9 nha nè. Đọt 1 ly 9. Đây, máy Japan. Đó, anh em thích cần là để đóng chữ mắt Japan thì anh em lấy đọt số 4 và 5.3. Và cây này mã số 15. Để cho anh em giá là 1.2 triệu nha. Đây, nắp chụp đầu luôn. Nắp chụp đầu luôn, quá ok. Tiếp theo, mã số 16. Đây. 16 thì khỏi chê rồi. 16 là một cây dòng hàng hiếm luôn. Đồ hoa đà lóc nha, mấy cây rút. Một cây gặn rút cứng 80 dài 3.9 m. Cây này rút thu gọn là 90 cm nha. Thôi, nhầm, thu gọn 1.1 m nha anh em. Còn thu gọn của nó là 1.1 m nha. Đây, một cây rod carbon được sản xuất ở Taiwan, kèm Nhật đầy đủ luôn ha. Có số điện thoại nữa nè. Rồi, cứng 80 dài 3.9 m. Dàn khoen là Fuji nha. Cây này nguyên zin luôn. Đây, cái chỗ này thì có đóng đây, đóng muối xíu mà. Về vệ sinh lại bộ khoen là đẹp nha anh em. Đây, bộ khoen còn khá đẹp, khoen trắng đen. Carbon sáng gân đọt nè. Bên trong thì khỏi chơi đi, bên trong mới cáo luôn. Này. Đó. Ừ. Cái phôi này, phôi mấy phôi này trâu bò lắm nè. Mới cáo à. Nó lượng mới bao anh em là 85% ăn lên. Đây, cứng 80 và 3.9 m, anh em có thể là câu câu gần ha. Anh em có thể đánh bà tiêu luôn đó. Anh em chơi còn thường thường anh em ở anh em miền Bắc hay chơi cá đánh bà tiêu á. Đây, cây này kìa. Đáp ứng được nha. Rồi, gót carbon 3.9 m luôn nha anh em. Đánh lục đầu cành cũng được luôn ha. Lục đầu cành thì quá ngon luôn. Rồi. Cây này mã số là mã số 16 nha, cân nặng của nó. Cây này cân nặng của nó là 500 g. Nè, 500 g đúng luôn. Đọt. Đọt là 2.4 l anh em. 2.4 l. Đó, cái này dòng của đọt của nó cứng lắm nha, đọt 2.4 l chứ nãy cưng thủng luôn. Rồi, nắp chụp đầu vẫn còn luôn. Nè. Đó. Mã số 16 giá là 1.3 triệu ha. Rồi. Tiếp theo, mã số 16 là mã số 17. Đây, mã số 17 là một cây hàng hiếm luôn. À, lâu lắm rồi mới về được một cây mà đọt số 6 rồi nè. Đọt số 6 dài là 5.4 m. Một cây carbon. Đây qua carbon. Phôi là phôi phôi đời đầu nè, carbon đời đầu này nồng độ carbon rất là cao. Tầm khoảng trên 95% nha. Mấy cây này nồng độ carbon là trên 95% trơn à. Nè. Mấy cây đầy đầu nè, dàn khoen thì khỏi chơi đi, rất là mới luôn. Đó, cây này anh em đánh lục được luôn nha. Đây, lục đầu cành, lục chơi. Đó. Anh em là thích đọc to thì mình lấy đọc số 6 luôn. Đó. Lâu lắm rồi mới về được một cây đọc số 6 luôn, còn mới cáo à. 85-90% ha, cây này. Nè, mới rất là mới luôn. Thường rồi, mấy cây là câu nhiều là mấy cái lóng thứ hai nè, nó bị chạy chứ, bị xước chứ. Cây này là mới cáo luôn. Phôi carbon đời đầu này rất là dày. Phôi là siêu dày luôn. Dàn khoen mới đó. Nặng nha. Cây này cũng khá là nặng. Tại vì cái đầu của đít này. Cái đít này của nó là đít bằng gỗ. Cây này nặng là tới là 640 g thôi nha nè. Đọt chú 6 dài 5.3 m. Khoai 5.4 m. Đây đọt chú 6 luôn. Cây đây qua này, để cho anh em giá là 1.1 triệu nha, mã số 17. Đọt của nó cây này đọt của nó là 2.2 l nha. Rất là nảy luôn. Nè, dòng khoen Fuji, nắp chụp đầu đầy đủ. Này. Nó cho anh em là sưu tầm chơi. Rồi tiếp theo, mã số 18. Đây, 18 thì em có một cây cần tay. Một cây tai dài 4.5 m nha. Cây này độ nãy cứng 3H, độ mới thì ba anh em là 90% luôn. Mới cáo luôn. Cân nặng của nó. Cân nặng của nó là 230 g. Đọt là cây này đọt là 0.8 nha, đọt 0.8 ly.
gần ly mã số 18 này, giá là 450 nha. Nhầm 300k nha, bốn dài 4,5 m ha, 300k. Mã số 18, tiếp theo mã số 19. 19 thì em có cây dài carbon, một cây carbon 2,4 m cho anh em quẩy cá rô. Quẩy cá rô có giết anh em chơi câu gần bờ á ha. Thì mình lấy cây này cũng độ mới là 90-95% cần carbon nha. Đây đọt 0.8, nặng là 85 g. Cây này dài 2,4 m anh em, cuốn rồ mười đinh thằng Korea nha. Cái là trắng mút, câu rất là đã luôn. Anh em câu mua câu suối rồi cũng ngon nữa. Rồi cây này mã số 19, giá là 350 nha. Rồi tiếp theo mã số 20. Đây, 20 thì em có một cây Olympic carbon. Đây, cây Olympic carbon. Cái là quán mày có cái mắt đó nè, mắt kiểu mắt như gốc trúc, mắt trúc vậy. Đây nhấp chụp đầu luôn. Cây này độ cứng là 3H nha, đọt là 0. Đây đọt là 0.7 nha. Đây. Carbon rất là nhẹ. Cây này nặng là 120 g anh em. Anh em thích chơi câu suối, câu cá giết, câu cá rô, cá giết, rô phi rồi thì mình lấy cây này. Cây này có tem Nhật luôn. Nè, cái nặng là 120 g rồi. Thì cây này mã số 20. 650 giảm cho anh em. Còn cây này giảm cho anh em còn 600k thôi. Đây. Nắp đít kim loại. Phôi rất là dày luôn anh em. Nó phôi khá dày nha. Rồi, cây này còn nắp chụp đầu luôn, mã số 20 là 600k nha. Tiếp theo mã số 21. Đây, 21 thì em có cái hộp phao này. Hộp phao đây là bữa hổm em lên lâu rồi nè. Mà ông khách này không lấy mà không bơm em nè. Không nhận nè. Ông khách này đó. Đây, cái này là xả hàng bơm nha. Cái này hộp này hộp phao VIP luôn. Bữa hổm lên anh em rất là nhiều anh em chốt luôn. Này, anh em nào mà bữa hổm chốt không được thì mình có xem clip này thì mình lấy nha. Em đây em giảm giá lại cho anh em chơi luôn, giảm giá cuối năm luôn, xả hàng. Nè. Đây cái hộp. Đây mấy cái phao này nè, mấy cái phao này anh em phải nói là rất là mà giá là rất là cao luôn. Hikisu nè, No 2 nè. Đờ Hikisu nè, hai cây Hikisu nè. Nè, cây này nữa nè. Đây còn mấy cây giữ không, mấy cây chép không à. Nói chung là dạng phao được phao chép nha. Phao chép rô phi nha anh em. Nó phao to không à, dài. Phao chép rô phi thì tổng có 15 cây phao. À dưới cái hộp luôn, cái phao này là chưa sử dụng nè, nó còn để trong hộp nhỏ này. Bên đây là 14 cây ha, cái hộp này. Đó. Đây còn cái đây cái hộp này là hộp hộp gỗ nha. Còn mới cáo luôn. Bột sơn rất là bóng. Thì cái này em bán bữa hổm là bán 1.4 triệu nè. Ha, hộp này em bán 1.4 triệu. Hôm nay em giảm cho anh em còn 1.3 triệu nha. Mà số 21 cuối cùng nha. Đó, nguyên bộ này 15 cây. 15 cây dưới cái hộp luôn, giá là 1.3 triệu nha anh em. Này, phao chép rô phi. Đó. Còn là phao xịn có VIP không? Rồi, mã số 21 cuối cùng 1.3 triệu. Rồi, chào anh em ha.